lợi thế về số lượng hay là number fan thì tự hiểu cũng rất là dễ dàng. Giả sử bạn bắn tốt hơn địch, bạn có thể đổi hai mạng, nhưng với lượng máu ít ỏi thì bạn khó có thể cân ba được. Nếu địch đông hơn thì chắc chắn họ sẽ luôn là người có lợi thế. Lợi thế về người luôn được thể hiện xuyên suốt trong các tactic của T side, như là rush side hoặc là đánh setup, lợi dụng việc phân chia vị trí của CT. T có thể dồn người vào đánh side. Không chỉ T mà CT có thể tận dụng lợi thế này, ví dụ như là tactic kiểm soát 3 mid đầu của Navi, hoặc bạn chơi 3 B đầu của Inferno để kiểm soát chuối. Nói về lợi thế của số lượng thì nó không chỉ gồm mỗi người mà nó bao gồm cả bom mìn nữa. Bây giờ ví dụ trong trường hợp là bạn có một smoke để chặn cửa mid đúng không? Một smoke để gian đánh mid. Nhưng vấn đề là nếu bạn chỉ có một quả đúng không thì bạn không để chặn mình được. Nếu mà mình smoke một, bạn smoke một và bây giờ mình có một quả nữa, mình có thể đợi hết smoke này để mình ném nó một lần nữa để mình chặn mid. Nói cho anh em cũng dễ hiểu rồi. Và thêm một chuyện nữa, ví dụ như kiểu chuyện anh em flash mid này, anh em flash long này. Ví dụ anh em ném hai quả đúng không? Anh em ném hai quả nó mù, địch cũng có thể ném bom ngược lại để trả bom mù mình đúng không? Nhưng nếu mà trong trường hợp mà anh em trả bom nhiều, ví dụ tổng khoảng 4 quả flash ấy, thì chắc chắn là mình sẽ chiếm thế thượng phong rồi. Tại sao phần lớn bạn thường kê góc hẹp mà không phải kê giữa đường? Bởi vì bạn không muốn phải đối đầu với quá nhiều vấn đề. Đó cũng là điều tương tự khi bạn check góc. Lợi thế về số lượng là một điều quan trọng.